xin chào mừng tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập thứ ba. Bài tập yoga giúp tăng độ bền bỉ, dẻo dai cho toàn bộ cuộc sống, đồng thời thì giúp trẻ hóa cuộc sống. Đấy, và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy ngồi ở tư thế kim cương. Đây, tư thế này thì Diễm đang ngồi này thì được gọi là tư thế kim cương. Chúng ta sẽ ngồi trên chân của mình, đồng thời thì ngón cái của chân bên phải, đấy, sẽ gác lên phần ngón cái của chân bên trái như thế. Rồi, ngồi ở tư thế này, nhẹ nhàng hai tay của bạn đặt lên phần đùi chân của mình. Ta ướng ngược, ngửa đầu ra sau, cầm kéo lên, bạn hít vào một hơi sâu. Thở ra, lúc này chúng ta sẽ cuộn lưng lại này và kéo cầm của mình xuống, đẩy về sát ức. Rồi, hóp bụng vào, thở hết hơi ra ngoài. Ướng ngược, ngửa đầu ra sau, cầm lưng lên, hít vào. Thở ra, cuộn lưng lại, hóp bụng vào và mắt nhìn về lớn. Tiếp tục, ướng ngược, ngửa đầu ra sau, cầm nâng lên, hít sâu. Thở ra, cuộn lưng lại, hóp bụng vào, mắt nhìn về lớn. Nhớ các bạn cuộn lưng lại nhé. Tiếp tục, ướng ngược, ngửa đầu ra sau, cầm nâng lên, hít vào. Thở ra, cuộn lưng lại này, hóp bụng vào và mắt nhìn về rúng. Một lần nữa, ướng ngược, ngửa đầu ra sau, cầm lưng lên, hít vào. Thở ra, từ từ cuộn lưng lại, hóp bụng vào và mắt nhìn về rúng. Tay giữa đây, 1, 2 và 3. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy thẳng cột sống, mắt nhìn hướng về phía trước, hít vào một hơi sâu. Xoay người hết sang bên phải, hai tay của bạn chạm sàn, nhẹ nhàng hạ đầu, chạm sàn, mình thở. Rồi, nâng người, vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở, xoay người sang bên trái, hai tay chống, hạ đầu xuống, chạm sàn, thở ra. Tiếp tục, vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở, xoay mặt người sang phải, hạ tay, hạ đầu, thở. Tay vươn lên cao qua đầu, hít vào. Rồi, xoay người sang bên trái, tay hạ, hạ đầu xuống, thở ra một lần nữa nhé. Tay vươn lên cao qua đầu, hít vào. Thở ra, xoay qua bên phải, tay hạ, đầu hạ xuống và giữ đây. 3 nhịp, 1, 2 và 3. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Rồi, thở ra. Hai tay chống sang phía bên trái, hạ đầu xuống, giữ 3 nhịp nào. 1, 2 và 3. Nâng người, vươn hai tay lên cao, qua đầu và hít vào. Thở ra, lúc này ta đang hai tay của mình ra phía sau này. Rồi kéo tay của bạn lên, mắt ta hướng nhìn về phía trước, hít vào và giữ đây. 1, ta kéo tay của mình lên nhé. 2 và 3. Rồi nhẹ nhàng gập xuống này, hạ đầu. Trán của mình chạm sàn, kéo tay lên cao và giữ ngay này. 1, bụng áp sát đùi, hít thở đều. 2, 3, 4 và 5, nâng người, vươn hai tay lên cao, hít vào, tay vươn thẳng. Rồi thở ra, từ từ hai tay ta chống về phía trước. Rồi, trở về tư thế cái bàn. Hai tay của bạn này, chúng ta để khoảng cách rộng bằng vai. Hai gối chân của mình khoảng cách rộng bằng hông, chúng ta không có để hai đầu gối của mình nó chạm vào nhau nhá. Rồi giữ đây, từ vị trí này võng lưng nâng cầm, hít vào, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, cuộn lưng lên, hóp bụng vào, mắt nhìn về rốn. Rồi võng lưng kéo cầm, hít vào, mắt hướng nhìn về phía trước. Thở ra, cuộn lưng lên, hóp bụng vào, mắt nhìn về rốn. Rồi tiếp tục lần nữa, hít vào, mắt hướng nhìn về phía trước. Thở ra, ta cuộn lưng lên, hóp bụng vào, mắt nhìn về rốn. Rồi hít vào, mắt bạn nhìn về phía trước. Rồi thở ra, lúc này này, cuộn lưng lên, đẩy hết, kéo người ra phía sau, ngồi ở tư thế kim cương. Hai tay bạn duy chân ngang, hít vào. Thở ra, lúc này tay bên phải của chúng ta chống ra phía sau này.
tay bên trái lúc này cần vòng qua phía bên phải và ngã người ra sau, thở. Rồi tiếp tục, hai tay dang ngang bàn hiên, thở chống tay trái này, rồi cuộn người ngã người ra sau, thở. Hai tay đưa dang ngang hít vào. Lần hai, tay phải của bạn xuống này, xoay tay trái qua phải, đẩy lưng, ngã đầu, thở. Hai tay mình đưa dang ngang, bạn hít vào, thở ra, tiếp tục. Tay trái hạ xuống, tay phải đưa sang trái, thở ra. Hai tay đưa dang ngang, bạn hít vào. Rồi, lúc này tay phải của bạn nắm lấy cầm cổ chân bên phải của mình, cổ chân phải của mình này, ngay chỗ phần gốc chân đây. Tay bên trái bạn bắt đầu xoay qua này, ngửa người ra, thở, đấy. Rồi ta đi sau về vậy, vòng lại, đưa hai tay dang ngang hít vào, thắt hai đầu gối ra xíu nhá, cho cái phần thắt lưng của bạn nó sẽ dễ chịu hơn. Đấy, tay bên trái của mình này nắm vào ngay phần cổ chân, bắt đầu xoay này, lên, đấy, thở ra, được không ạ? Đi sau về vậy. Hai tay đưa dang ngang hít vào, đúng rồi. Thở ra, tay phải nắm phần cổ chân phải, bắt đầu tay trái xoay này, thở, đúng rồi. Trả hai tay dang ngang hít vào, thở ra, tay trái xoay này, thở ra, đúng rồi. Một lần nữa, hai tay dang ngang hít vào, rồi thở ra, tay phải lúc này sẽ nắm cổ chân phải, đẩy lên và giữa đây ạ. 1, 2 và 3. Hai tay đưa dang ngang hít vào. Rồi, thở tay trái nắm cổ chân trái, xoay ngã người ra, thở. Đúng rồi. 3, 2 và 1. Xoay ngược lại, hai tay đưa dang ngang hít vào. Rồi, lần này chúng ta hạ hai tay chạm chạm, đẩy về phía trước, canh tay song song với vai mình này, đấy, tay thẳng xuống. Rồi, hai chân khoảng cách rộng bằng không, võng lưng kéo gồng nâng hít vào, cuộn lưng lên, khóp bụng vào, mắt nhìn về đôi tay chỉ với từ như này, hơi lâu một xíu, hít thở đều nhá. 1, 2, 3, 4 và 5. Duỗi thẳng chân bên phải, mắt bạn hướng nhìn về phía trước, hít vào. Rồi, thở ra là chân bên phải, ta đưa sang phía bên trái, hạ chân của mình xuống sàn, tay bên phải nâng lên luôn này, thở ra, được không ạ? Rồi, nhẹ nhàng hạ tay xuống, duỗi thẳng chân ra, hít vào, mắt hướng nhìn về phía trước. Đấy, tiếp tục lần hai, thở, vẫn là chân phải đưa sang trái, tay phải lên này, thở ra, đấy. Tiếp tục, chống tay, mắt hướng nhìn về phía trước, hít vào. Thở ra, chân hạ xuống, tay đâu, đưa lên và giữ đây. Mắt chúng ta xoay và nhìn lên. Rồi, giữ nào. 3, 2 và 1. Hạ tay, giữ chân phải ra, mắt nhìn hướng về phía trước, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ chân phải xuống, thở. Chân trái duỗi thẳng, mắt nhìn hướng về phía trước, hít sâu. Chân trái đưa sang phía bên phải, hạ chân xuống này. Tay bên trái kéo sát vào mình, ta thở ra. Chúng ta xoay vai nè, mắt nhìn lên. Rồi, hạ tay duỗi chân trái, hít vào, mắt hướng nhìn về trước. Thở lần hai, hạ chân, tay kéo sát vào bên tay, thở mắt nhìn lên. Tiếp tục, lần cuối cùng, tay chống duỗi thẳng chân ra, hít vào. Rồi lúc này ta sẽ úp cái bụng của mình song song với thẳng, chúng ta đừng mở cái phần hông của mình sang ngang nha. Thở ra, chân hạ xuống này, bắt đầu xoay vai, mắt nhìn lên, giữ đất đây nè. 1, 2, 3, 4 và 5, chống tay. Rồi, duỗi thẳng chân ra, mắt nhìn hướng về phía trước, hít vào. Thở ra, ta thu chân về, cuộn lưng lên này. Rồi, hốt bụng vào, mắt nhìn về rốt và giữ luôn ạ. 5,
4, 3, 2 và 1. Chân của mình này co lại và ấn các ngón chân như thẳng. Hai tay nâng người, đưa hai tay dang ngang, mắt nhìn về một điểm ở phía trước thôi. Hít vào, được không nào? Thở ra này, tay bên phải hạ thẳng xuống, rồi áp sát đùi chân bên phải, tay trái kéo sát vào mang tay, thở ra. Hai tay đưa ngang, hít vào. Tương tự, tay trái xuống, tay phải kéo sát vào mang tay, thở. Đúng rồi. Hai tay dang ngang, hít vào. Thở qua bên phải nào, tay trái kéo sát vào mang tay. Rồi. Tiếp tục, hai tay dang ngang, hít vào. Thở ra, tay trái hạ xuống, tay phải kéo sát vào mang tay. Lưu ý một điều là cái phần mông của mình đó, nó không có được đẩy ra phía sau như thế này. Hiểu không ạ? Các bạn phải đẩy về phía trước thì các bạn mới cảm thấy là cái phần hông bên kia nó được căng ra. Đấy. Nếu như các bạn nào mà tập cái động tác này tốt thì cái phần hai bên hông của mình nó rất là thon gọn nha. Hai tay đưa ngang khi vào. Rồi lúc này này, tay bên phải của mình hạ nắm vào cổ chân bên phải. Các bạn nhìn thẳng vào cái phần cổ chân, các bạn nắm vào. Được không nào? Rồi bắt đầu tay bên trái này, ta muốn xoay này. Đấy, rồi mới ngã người ra, mắt nhìn lên, thở. Để chưa nào? Tiếp tục vòng lại này. Đấy, rất nhẹ nhàng. Hai tay đưa dang ngang, hít. Rồi, thở đổi bên. Tay bên trái lúc này chúng ta sẽ ôm và nắm lấy phần ngay chỗ phần gót chân đấy. Đấy. Rồi bắt đầu xoay tay bên phải qua này. Đấy, ngã người ra, ngỡ người ra luôn. Đúng rồi, thở. Đi sau về vậy này. Vòng tay lại, đưa hai tay dang ngang, hít vào. Thở ra, đổi bên rất nhẹ nhàng nhá. Xoay qua này, thở. Rồi, hai tay đưa dang ngang, hít vào. Thở ra, bắt đầu xoay qua bên trái. Rồi, nếu như các bạn làm nó tuân theo một cái quy trình như thế này thì cái phần thắt lưng của chúng ta nó không có bị chấn thương nhá. Và khi chúng ta lên thế cũng rất là nhẹ nhàng. Hít hai tay bạn đi dang ngang. Thở bắt đầu xoay này. Giữ ở đây 3 nhịp nào. 1, 2 và 3. Hai tay đưa dang ngang, hít vào. Rồi, thở ra, xoay sang bên trái này. Thở giữ ở đây 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay đưa dang ngang. Rồi, thở ra, hai tay của mình hạ dưới sàn, cuộn lưng lại một xíu và giữ nguyên 5 nhịp hít thở đều. 5, duỗi thẳng mũi chân. 4, 3, 2 và 1. Rồi, đứng lên. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào một cái bài tập nó khó hơn một xíu nữa. Hai mũi chân các bạn duỗi thẳng ra, khoảng cách hai gối của chúng ta sẽ là rộng bằng hông thôi. Các bạn cần đẩy hai gối ra quá xa hoặc là đẩy hai gối lại quay ra như thế này. Như thế nào? Đấy. Rồi, hai đầu gối chân của mình sẽ song song với nhau, được chưa nào? Rồi, hai tay bạn đưa ra ngang, hít vào, khó hơn một xíu nào. Thở ra, ta nắm ngay phần gót chân, các bạn nắm thẳng vào. Chúng ta đừng cái dùng các cái ngón tay của chúng ta chạm vào phần gót, được chưa nào? Nắm thẳng vào. Đấy, thì cái bài tập này nó sẽ chống chỉ định cho những chị em nào chúng ta đang bị thoát vị đĩa đệm không tập bài tập này nhá. Tay thẳng về phía sau này. Đấy, đi sau về vậy. Hai tay đi dang ngang, hít vào. Đấy, thở ra. Các bạn nắm thẳng vào nhá. Khi chúng ta nắm xuống như thế này này thì nó mới có lực. Đấy, bắt đầu xoay này. Thở này. Rồi, hai tay đi dang ngang, hít vào. Thở ra một lần nữa thôi ạ. Đấy, thở. Đúng rồi. Tiếp tục, hít vào. Hai tay dang ngang. Thở ra, xoay người qua này, ngã người ra, thở. Đúng rồi. Hai tay đi dang ngang, hít vào. Lần này chúng ta sẽ lên luôn từ hệ con lạc đà nhá. Các bạn nhìn đây trước. Chúng ta đẩy như thế này, tay phải hạ xuống, xoay người qua này. Rồi, bắt đầu mới hạ luôn cả tay bên trái xuống. Được chưa? Thì ở đây các bạn đừng có đẩy những người ra phía sau, mà chúng ta sẽ đẩy thẳng về phía trước. Đấy, mong đùi về phía trước. Đấy, thế nào? Đấy, thì khi nâng lên, chúng ta sẽ bung cái tay trái này lên trước. Rồi, bắt đầu xoay người vòng qua. Rồi,
nâng hai tay dang hàng, hít vào. Đấy, cơ thể chúng ta sẽ đổi bên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại phía bên phải trước nha. Tay bên phải là nắm vào ngay phần cổ chân, được chưa? Tay bên trái các bạn này xoay này, đưa qua phải, mở ra sau, rồi bắt đầu vòng và hạ xuống đường. Đấy, mong đùi về phía trước. Đấy, nó phải cong như thế này, được chưa? Rồi nâng lên, ôm tay trái lên trước, hai tay đưa dang ngang, hít vào. Rồi tiếp tục tay bên trái này này hạ xuống, nắm vòng ngay phần cổ chân bên trái của mình. Tay bên phải này các bạn vòng qua để thế nào. Đấy, bắt đầu há người ra và hạ lưng xuống, nắm lấy cổ chân bên phải, đẩy người về phía trước. Đấy, giữ đây, 3, 2, 1, tay phải đầu lên trước. Rồi vòng qua, hai tay đưa dang ngang, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống, thở này, cuộn lưng lên, trả lại phần thắt lưng cho mình một xíu nào. Đấy, các bạn cuộn lưng lên, đó là cái quy trình mà để chúng ta lên tư thế con lạc đà. Thì đó là đối với những bạn chúng ta tập mới bắt đầu chúng ta vào tập tư thế thì chúng ta nên thực hiện theo cái vòng như thế. Còn đối với những thì em nào mà chúng ta có cái lưng của chúng ta mềm, cái khả năng bên ra sau ok thì chúng ta có thể mình ngửa người ra như thế này. Đấy, cái cách này thì chỉ dùng cho những bạn nào mà chúng ta có thắt lưng thật là mạnh thì chúng ta thực hiện theo cách này. Đấy, rồi nâng lên, đấy, hạ xuống, vẫn cuộn lưng và trả lại nha. Rồi thu về tư thế em bé. Đẩy hai phần đầu gối sang hai bên một xíu, các bạn cho phần bụng của mình ở giữa, hai tay vươn dài về phía trước và mở nửa bàn tay, hít thở đều ở đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi duỗi thẳng hai tay của bạn về phía trước nào, được chưa? Rồi trường đẩy người lên, hai gối chân thu về, hạ phần đùi chân xuống, duỗi thẳng hai chân ra phía sau, hai tay trùng hai khuỷu tay xuống, ngửa đầu nâng cằm, mắt nhìn xéo lên, không nhìn trực tiếp lên nhá, nhìn xéo lên thôi. Dưới đây hít thở đều, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi bắt đầu xoay mông của mình này, nâng lên và xoay tròn, xoay tròn. Thở ra. Ba, bốn và năm, ta xoay ngược lại. Năm, bốn, cuộn lưng lên nhá. Khi đẩy lên này, cuộn lưng lên và hạ xuống. Ba, hai và một. Rồi chữ ở đây, hai tay các bạn nắm về đầu thảm, chúng ta nắm vào cho chắc ha, đầu thân thảm của mình lên. Rồi ở đây chúng ta sẽ canh khoảng cách này, ép ngực cầm xuống. Khi nào mà các bạn đẩy được ngực và cầm xuống như sàn và cái phần đùi chân của mình nó phải vuông góc thân thảm, chúng ta dừng lại, đẩy ngực cả ngực và cầm xuống nhá, chúng ta đừng đẩy như thế này. Đó, đây là mới chưa gì hết. Nếu các bạn chưa được thì chúng ta lùi cái phần đầu gối của mình ra sau một xíu nữa, được chưa nào? Ép ngực cầm chậm sàn, thở ra, đúng rồi, nâng lên hít vào, tốt thì chúng ta sẽ đặt gối vào xíu nữa, thở ra, ép ngực cầm xuống, đúng rồi, nâng lên, ba hít vào, thở xuống, thở ra, thở ra, nâng lên, bốn hít vào, thở ra, thở xuống nào, đúng rồi. Một lần nữa, nâng lên, hít vào, thở ra, hạ ngực cầm xuống. Và đây, hai chân của mình, chúng ta dùng các ngón chân ấn thẳng, nhẹ nhàng đẩy đầu gối lên cao này. Đấy, thẳng ra thì càng tốt. Rồi, hạ xuống. Chúng ta làm thực hiện một lần nữa. Nâng lên, và giữa đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi, nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra,
nâng người lên khi vào và từ từ bỏ hai tay vào, chống xuống sàn, vuông tay vuông góc cứ thẳng, cuộn lưng lên, khóa bụng vào, mắt nhìn về rốn của mình, thở hơi ra ngoài. Đúng rồi, duỗi thẳng hai mũi chân ra, tay bên phải bạn đưa lên cao, hít vào, thở ra, đẩy tay phải xuống này, hạ luôn cả vai và đầu xuống, mắt nhìn lên, thở thở ra, được chưa? Đưa lên, hít vào, lần hai thở ra, xuống nào, đúng rồi, xuống xuống, hạ đầu một bên mặt của mình xuống này, vai của mình cũng xuống này, được chưa? Đưa lên, hít vào. Rồi nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống, thở ra. Tiếp tục tay bên trái đầu đưa lên hít. Ta thực hiện hai lần trả lại phần thắt lưng một xíu nha. Vai xuống, mắt nhìn lên, thở. Tay lên hít vào. Rồi tiếp tục hạ xuống, thở ra. Rồi ấn cái bàn tay bên phải của mình dưới sàn này. Rồi chúng ta đẩy vai lên một xíu, mắt nhìn lên, thở. Đúng rồi, tay lên hít vào. Rồi, thở ra, nhẹ nhàng đẩy lùi lùi ra sau, cuộn lưng lại một xíu. Rồi, giữ đây 5 nhịp, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, nhẹ nhàng thở ra hết hơi ra ngoài. Thì đấy là một số các cái bài tập yoga hỗ trợ, nó sẽ giúp cho chúng ta cái phần cột sống của chúng ta nó rất là khỏe. Và sau khi mà chúng ta tập luyện xong, các bạn có thể nằm xuống và nghỉ tầm 5 đến 10 phút để chúng ta lấy lại được cái nguồn năng lượng. Thì trong cái bài tập này Diễm sẽ cho các bạn nghỉ để trả thế khi mà chúng ta thực hiện các động tác bên lưng ra sau đấy, thì các bạn phải trả lại, tức là phải đẩy cái lưng mình nó cuộn lại đấy, thì phần thắt lưng của mình sau khi tập nó sẽ không có bị đau, không có bị tổn thương. Đấy. Còn nếu như chị em nào chúng ta làm biếng, không có thực hiện những cái động tác trả thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái phần cột sống của mình. Đấy, bài tập đến đây đã kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube Yoga Sống Khỏe Một Ngày. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài tập mới nhất của chị nhé. Bye bye.